Em cũng thanh toán hết tất cả gì hết. Nhưng mà cổ coi trọng cái đồng tiền quá. Tại vì sao? Đơn giản như thế này nè, là mua cái gì đó là phải mua liền, mua ngay lập tức. Em nói ví dụ đơn giản thôi, cái món hàng đó là bán online á, thì trên mạng nó giảm giá, chỉ vậy thôi. Thì em nói là bây giờ ra cửa hàng, xong rồi mình đặt hàng trên mạng thì nó giảm giá, chỉ vậy thôi. Mà cổ không chịu, cổ bắt là phải ra cửa hàng mua, coi như là mua cái giá trực tiếp, không được giảm giá. Như là cổ không có sót cái tiền của người ta. Cũng ấm ức ha, cũng tức ha. Hay là dạ, em tên là Quang Khải, năm nay là 35, qua 36 rồi. Xưa thì em học kinh tế, rồi cũng làm thuế một thời gian, sau đó thì không hợp cho nên em chuyển qua đầu tư chứng khoán. Nhà em thì ở quận nhất, ba mẹ em thì có ba căn nhà, em thì hiện giờ ở chung với ba mẹ. Bây giờ mình đang sống chung với ba mẹ mà nhà mình đông anh chị em không? Em có một ông anh, mà ông anh giờ ông lấy vợ rồi cho nên ra riêng. Ông ra riêng? Dạ. Rồi ba căn nhà rồi ở có một căn còn hai căn cho thuê hay gì? Ba căn cho thuê hết. Con có một căn là xây lầu á, cho nên mình ở trên lầu rồi ở dưới mình cho thuê. À, nhưng mà em là hiện tại là em làm gì? Em đầu tư chứng khoán chị. Đầu tư chứng khoán là cái công việc đó là mình có công ty hay là mình làm việc ở nhà trên máy tính hay là như thế nào? Là mình tự bỏ tiền ra, mình mua cổ phiếu, mình đầu tư vào công ty. Tôi nghe ba căn nhà mà ở quận nhất rồi nữa, tôi líu ríu rửa hết trơn rồi nè. Quê gốc ở thành phố Hồ Chí Minh hay đâu? Gốc là Nam Định chị. Gốc Nam Định, vào nhưng trong này lâu chưa? Em sinh ra thì ở thành phố Hồ Chí Minh. À, có nghĩa là ba mẹ gốc Nam Định thôi, đúng không? Con mẹ dân mẹ quê Thái Bình. Đâu? Thái Bình. Rồi vào đây tụi em sinh trong này. Dạ. Ok. Rồi, mời em gái. Chào chị Cát Tường, chào bạn kế bên. Em tên là Phạm Thị Trúc Ly. Năm nay em 30 tuổi, hiện tại công việc em là giáo viên mầm non. Giáo viên mầm non, quê mình ở đâu Ly? Nhà em ở Cà Mau mà gốc của mẹ là ở Ninh Bình. Hiện tại em đang làm ở Long An. Mà ở Long An là mướn nhà trọ ở hay gì? Tại vì em làm nhà nước nên có nhà nước có khu tập thể dành cho giáo viên. À, làm nhà nước. Rồi ở Cà Mau là còn có ai, ba mẹ ở dưới đó hay sao? Dạ, có mẹ với anh trai còn ở dưới đó. Mẹ anh trai, rồi ba đâu? Mẹ mất lâu ạ. Ba mất lâu rồi, rồi. Có muốn lấy chồng thành phố Hồ Chí Minh không? Duyên số. Duyên số, nhưng mà ý là có những người ví dụ không thích lấy chồng xa, không thích đi làm dâu, chỉ muốn về quê thí dụ vậy. Nhưng có những người là người ta muốn lên thành phố, người ta kiểu gì đó. Thì cái nguyện vọng của em sao, mình có đi muốn đi xa, muốn đi theo chồng được không? Dạ, hay được. Là mình chỉ ở cái xứ mình thôi? Dạ được, em đi đâu ở cũng được. Đi đâu ở cũng được. Ok. Thế nãy giờ nghe công việc của anh này chưa? Nghe thấy dữ không? Dữ không? Quay qua khai thác tiếp nè. Bản thân mình ba mươi mấy tuổi, mình chưa có vợ, nhưng mình đã có chuẩn bị cái gì sẵn để mà sau này mình lấy vợ, mình an cư lạc nghiệp? Hay là mình có tích lũy được cái số vốn của mình là như thế nào chứ? Dạ, bây giờ vốn em thì cũng hơn 1 tỷ rồi. Ừ. Cái đó là vốn của riêng em. Riêng á. Còn cái số chung này em không có nói tới. Ừ. Bây giờ thì em chơi được chứng khoán, nghĩa là mình hiểu về chứng khoán mình chơi được. Thì tiền nó cứ sinh ra tiền. Ừ. Nếu mà không có ba mẹ giúp đỡ thì em nghĩ thì cũng đi qua được. Cũng sống được. Cũng sống được. Còn nếu ba mẹ giúp đỡ thì thoải mái hơn thôi. Chứ cũng không phải là, em cũng không phải là giống như là cứ dựa hết gia đình rồi mình không làm gì thì nó không đúng. Nhưng mà em nghĩ sau này ví dụ như lập gia đình thì mình có ở chung để phụng dưỡng ba mẹ không? Dạ có. Thì bất quá nếu mà chật chỗ thì mình lấy lại căn nhà, mình không cho thuê, mình ở nguyên căn luôn ha. Sinh con rồi này kia nữa chi. Dạ. Chứ bây giờ mình ở trên lầu không rồi mình không cho ta mướn ở dưới rồi sao mình đi xuống? Tính ra là cũng dư 1-2 tầng gì đó. Cho nên là cũng còn dư chứ không phải. Tại vì em ở với ba mẹ thấy dư, hốt lấy vợ về rồi đẻ ra chừng hai đứa con đi là nít mà nó chạy lung tung lăng tăng là em thấy đâu có dư nữa. Dạ. Lúc đó ông bà cũng thương cháu cũng là lấy hết hai căn nhà kia cho thuê là dư rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì về con số thì em rất là nhạy. Hoặc là giống như hồi xưa thì em cũng thích thể dục thể thao, thì bây giờ đang cố gắng để người nó đẹp hơn, thoải mái hơn. Còn điểm yếu thì một là cũng hay nóng tính, nhưng mà em cũng kiềm chế được cái phần nào. Cái thứ hai là nhiều khi không có chú ý, mình không có nhớ. Giống như mình phải chú ý thì mình mới nhớ. Nhiều khi mấy cái việc nó không quan trọng, mình không quan tâm nó, mình cũng không nhớ. Có nghĩa mình chỉ quan tâm những cái gì mà nó mình muốn thì mình thấy nhớ. Nó quan trọng. Mình thấy nó quan cái đó cũng đúng thôi mà. Cái đầu mình nó cũng phải có cái chỗ chứa nó vừa đủ. Dạ, thôi chứ thấy, mình thấy. Chứa đầy quá nó phải loại bớt ra thôi. Thì em thấy là em có cái, tại vì có nhiều cái là mình nghĩ nó không quan trọng nhưng mà cuối cùng nó lại quan trọng. Thế còn em gái, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Mạnh của em thì em giỏi bên nghệ thuật, thích nấu ăn. Giỏi bên nghệ thuật là giỏi cái gì? Ví dụ bắt năng khiếu hả? Hát múa là tại vì cái nghề của em nó cũng theo cái đó nữa. Đúng rồi, làm cô giáo mà ha. Rồi thích nấu ăn, hòa đồng vui vẻ, nói chung là nhiệt tình, tốt bụng. Nếu thì là cũng hơi nóng tính. Trời ơi, cô giáo mà nóng tính nữa.
Gì nữa? Thì lâu lâu mình nóng vậy thôi. Với hai là hay quên, mau quên. Sao bên đây cũng không tập trung rồi cũng không nhớ, rồi bên đây cũng mau quên. Rồi bên đây nóng tính, bên đây cũng nóng tính. Sao thấy gì nó khớp khớp với nhau, trùng trùng với nhau ta. Rồi hát thử một khúc chị nghe coi. Em trồng gần bông trước cửa nhà em. Em trồng một cây cho cô giáo hiền. Dàn bông lên đôi chen sắc hương, nhưng ngạt ngào hơn là cây bông hồng. Sao sao? Hay chị. Hay ha, rất là ngọt, rất là du dương. Mà cái giọng nghe nó nhỏ nhẹ, nó đầm thấm gì đâu á. Sao này em muốn đẻ mấy đứa con? Nếu mà lập gia đình muốn đẻ mấy đứa con? Dạ em chỉ muốn ít thôi. Ít là nhiêu? Một hoặc hai. À, tiêu chuẩn nhà nước ha. Nước em muốn nhiêu? Hai. Cũng vậy thôi à, được rồi. Nhưng mà có vợ chăm lo trẻ là khỏi, là yên tâm luôn ha. Dạ. Em có ngại làm dâu không cưng? Dạ không. Để mà gia đình nào mà cặp đôi nào mà được ba mẹ hậu thuẫn rất là tuyệt vời luôn. Còn mấy cái nghĩ mà cái sợ này kia cái nọ, thấy có gì đâu. Chị thấy người lớn tuổi họ mình thương họ là họ thương mình à, rất là dễ luôn. Người lớn mới dễ lấy lòng á trời. Người lớn cũng như trẻ em vậy đó. Mình đi đâu về cái mình mua miếng quà, biếu miếng quà, cái bánh cái kẹo ha. Mình ngồi mình dành thời gian mình tâm sự với ba mẹ là ba mẹ vui liền. Rồi, thế bây giờ tình trường. Dạ, ba mối tình chị. Mối tình nào là ấn tượng với em nhất? Mối tình đầu tiên ấn tượng nhất. Còn không đến được với nhau. Đầu tiên thì không bao giờ đến được với nhau. Dạ. Sao mối tình đó là sao chia tay? Giống như hồi đó thì em không có khoe là nhà sao sao hết. Ừ. Thì đến lúc mà lựa chọn là giữa một người là có tài sản á. À. Thì cô chọn người kia. À, hàng chi bữa nay rút kinh nghiệm nỗi đau đầu đời. Bây giờ vô cái là quất liền, có ba căn nhà luôn liền. Hồi xưa bị người ta từ chối, ghim trong lòng lắm phải không em? Hụt hẫng lắm phải không? Buồn lắm phải không? Nói chung cũng buồn với chị. Tuổi thân ha. Rồi có mối tình gần đây nhất? Em cũng không biết làm sao mà em cứ bị cái chuyện như vậy hoài á. Ủa vậy hả? Nghĩa là giống như là cứ quen rồi xong rồi cứ tài sản rồi lại chia tay. Tài sản chia tay là sao? Cụ thể chút là, xíu là mình không có nói là mình giàu hay sao đó. Em nói ví dụ đơn giản thôi. Cái nhà ở quận Du. Ừ. Quận nhất thì cái nhà đó nó mắc tiền. Ừ. Nhưng mà nhìn nó bình thường thì dẫn cái cô đó tới ăn phở xong chia tay luôn. Em có hỏi nguyên nhân không? Nguyên nhân thì người ta không có nói thật đâu, nhưng mà mình cũng biết là sau khi mà thấy căn nhà nó bình thường là chia tay. Phải không? Hay là do em nhạy cảm quá thôi? Chứ làm gì vô nhà thấy cái nhà rồi. Mà nếu mà như vậy là cái cô đó chưa có tầm nhìn chiến lược. Gặp cỡ chị Tường đi. Trời ơi, quan trọng là cái vị trí, cái đường, cái quận. Chứ đâu phải là cái trời ơi, cho em biết nha, một cái nhà nát thôi, một cái đất thôi mà ở cái trung tâm đắt đỏ quận nhất, quận 3 thì nó cũng gấp bao nhiêu lần một cái ngôi biệt thự nguyên Nga ở quận 12 Hóc Môn, Gò Vấp. Trời, tôi đang ở Gò Vấp nè, cuộc đời tôi chỉ mong muốn là tôi ra được tới quận nhất thôi. Cô đó là tầm nhìn chiến lược chưa có cao, bỏ đi. Nhưng mà đó là do em tưởng tượng thôi, chưa chắc là người ta như vậy đâu em ơi. Đâu mà vật chất dữ vậy. Giống như cái cô mới quen là đòi là mua này mua nọ mua kia, mua xe này nọ. Mà mới quen là mới quen được bao lâu? Chừng nửa tháng, một tháng rồi. Cái gì mới quen nửa tháng đòi mua xe? Thì bởi vì em mới nói là nó không có đúng. Trong ba mối tình, cái người mà quen lâu nhất là được bao lâu? Năm rưỡi, hai năm. Năm rưỡi, hai năm. Vậy thì cái mối tình mà năm rưỡi, hai năm đó là em có mua quà cáp gì tặng người ta không? Cái lúc mối tình đầu quá vậy, cái lúc nó là mối tình đầu năm rưỡi, hai năm á. Dạ, còn nhỏ cho nên cũng không có luôn. Rồi cái mối tình giữa được bao lâu? Khoảng năm. Một năm có tặng gì người ta không? Có. Tặng gì? Điện thoại. Dịp đó là dịp gì mà tặng? Thì thấy cái cô đó xài điện thoại nó cũ á. À, cái mình thương mình tặng thôi. Dạ. Lúc đó là đi đâu hai người đi chơi, tặng cái dịp gì đi chơi đâu? Không có dịp chị. Thì thấy cứ thấy là thấy thương. Thấy điện thoại cũ thì tặng thôi chứ. Còn cô đó sao chia tay? Thì cổ không thương mình thì thôi chứ sao vậy? À, còn cái cô thứ ba này là cô dẫn về Nguyễn Du đó. Không, cái cô dẫn về Nguyễn Du là cái cô khác, nhưng mà cái cô thứ ba này là cái cô mà mới quen nửa tháng mà đòi tặng đồ mua xe. Một tháng nửa tháng mà đòi mua xe. Mua xe gì? Xe tay ga. Mà em có gợi gì trong câu chuyện ta sao không chứ? Sao người ta nói sao giờ quen mới có nửa tháng ta nói sao mua xe tay ga? Ta nói là xe em bị hư cho nên là mua lại xe cũ. Ừ. Thì em mới nói là xe hư thì sửa lại đi. Thì lúc nào có tiền mới mua chứ đâu phải tự nhiên nói. Vừa nói ngày hôm trước cái là phải chồng tiền mua liền cái xe liền ngay lập tức được. Ừ. Cái xe thì cũng là một cái tài sản chứ đâu phải là tự nhiên cái trên trời nó rơi xuống cái xe. Ừ. Không mua xe cái là chia tay luôn. Cô nói chia tay có lý do hay là cô chỉ lẳng lặng thôi? Nói là em nói mà không có làm, nói mua xe mà không có làm. Mà em có nói mua xe không? Em nói là chờ đi rồi anh mua xe cho em. Chờ là chờ chừng nào? Trong đầu em là em định là kêu người ta chờ. Ít nhất phải đám cưới với chị. Chờ ít nhất phải đám cưới với chị. Ở trời ơi, mà em có nói người ta tới đám cưới anh mua không? Không nói.
Chị nói thiệt, giờ chị hiểu tại sao cô chia tay em rồi. Con gái người ta nhạy cảm lắm, mình không làm mình đừng có hứa. Em không có hứa, em chỉ nói là chờ thôi. Chờ, chờ bắt ta chờ dài cổ, chờ phải có thời hạn. Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, nó phải có cái thời hạn. Rồi hồi đó chị cũng có chia tay một anh. Chị thì khác cô kia là chị không có xin xỏ gì hết, tại chị cũng có điều kiện mà. Nhưng mà tự người ta thấy, nghĩa là tự người ta muốn lấy lòng mình, cái tự người ta ga lăng, cái tự nhiên người ta dắt mình đi ra coi xe, đi ra coi xe, ta coi coi. Cái tự nhiên đi coi một lần giống như người ta nhử mình vậy đó. Cô đó cô nghĩ nhiều khi em nhử cổ. Cổ nói trước là xe cổ hư, cổ muốn mua xe mới chứ em không có nói là em mua xe cho cổ. Nhưng mà em có hứa là để chờ đi, từ từ anh mua. Ai biểu em hứa vậy chi? Còn nếu em không hứa thì cổ đâu có đợi. Cổ không đợi thì cổ vẫn tìm hiểu thêm. Còn em hứa mà cổ thấy sao quả hứa mà không có làm, cái người ta nghĩ là ôi ông nội này keo kiệt, ông này là chùm sò. Không, mà cổ đâu có chờ đâu chị. Mới có ngày hôm trước, ngày hôm sau vừa lai. Thì tại vì em không, em nói mà em cái lời hứa của em nó không có cái hẹn. Thấy không? Thì rút kinh nghiệm lần sau nè. Thứ nhất mình cũng chẳng cần khoe mình có tiền có bạc gì hết. Người ta yêu thương mình, người ta tìm đến với mình, đúng không? Cái thứ hai nữa, còn nếu như mà đến một cái mức độ quen yêu nhau một thời gian mà thân tình quá rồi, có nghĩa là biết hết rồi, mình tính muốn tới lâu dài thì đương nhiên là phải hiểu cái hoàn cảnh của nhau, đúng không? Thì mình đàn ông thì dụ mình ga lăng một xíu, mình bảo bọc, mình lo lắng cho bạn gái mình một vài cái lặt vặt, chị thấy nó cũng không đáng gì, tại vì thanh xuân của người ta nó cũng không đáng gì. Còn chị ghét nhất mấy đàn ông mà cứ hẹn hứa. Hồi đó cái ông đó ông cứ hứa hoài, ông nói là mua xe mà chị không có đòi. Ông cứ lâu lâu buồn mình giận cái đi coi xe, cái bữa chị chửi thẳng mặt luôn, coi gì có hoài vậy, xe ta nằm ở đó là có giá rồi, chừng nào muốn mua đem tiền ra mua, xe làm gì đâu phải đi coi, là chia tay luôn đó. Mà em thì em không giống như là nói mà không làm. Nhưng mà cô đó là giống như cái gì cũng phải mua nhiều cái rồi, chứ không phải là ai mua được gì cho cổ rồi. Em nói đơn giản thôi nha. Là mỗi lần đi ăn là cứ 500-700 một triệu. Đi ăn mà là em cho tiền cổ hay không là... phải cái tiền ăn đó. Trời ơi, đi ăn mà tính vô đó làm chi? Đi ăn thì đương nhiên phải trả tiền chứ. Không phải. Ý em nói là cổ không có biết là tiết kiệm một chút. Tại vì sao? Tiền nói chung lấy nhau rồi thì cái đó nó không quan trọng nữa. Nhưng mà bây giờ mới quen rồi mà cứ gặp nhau là đi ăn, gặp nhau là đi ăn, mà đi ăn là toàn đi ăn cho mắc tiền không à. Chứ giờ bây giờ hẹn hò gặp nhau không đi ăn thì đi đâu trời. Thì bây giờ tôi hẹn hò bạn trai thì cũng đi ăn, đi coi phim, đi siêu thị, đi uống cà phê, có nhiều đó thôi, chứ giờ hẹn nhau đâu. Không lẽ ra cầu ánh sao ngồi dưới gầm cầu ngồi nói chuyện. Đi thời buổi giờ thời buổi gì rồi thì đương nhiên vậy, phải vậy chứ giờ sao. Em suy nghĩ lại đi, em có vấn đề đó. Còn em nói tới chuyện chừng nào tới vợ em thì em mới cho người ta xài. Xin lỗi á, nếu ngay từ đầu phụ nữ mà em người ta cảm nhận người ta không có, em không có bảo bọc, không có gì kia, em không có ga lăng, không có lịch thiệp thì người ta đâu có chịu lấy em đâu. Chi sẵn sàng chi, em chi rồi, nhưng mà có lấy nhau hay không? Lấy nhau hay không là tùy cái tình cảm của hai người, có hiểu nhau hay không, tìm hiểu như nào. Chứ cái lấy nhau hay không nó không phụ thuộc vô là ăn cái gì, ở đâu hay là chi hay là không chi. Hai cái đó là hai cái khác nhau. Cái chi mua sắm là tạo thêm cho người ta cảm xúc, để người ta cảm thấy vui, cảm thấy là người này sẵn sàng hết lòng vì mình. Còn cái chuyện mà có lấy nhau được hay không là toàn cái duyên của nhau nữa. Giống như cô đó cô đi mua sắm, em cũng thanh toán hết tất cả gì hết. Nhưng mà cổ coi trọng cái đồng tiền quá. Tại vì sao? Đơn giản như thế này nè, là mua cái gì đó là phải mua liền, mua ngay lập tức. Em nói ví dụ đơn giản thôi, cái món hàng đó là bán online á, thì trên mạng nó giảm giá, chỉ vậy thôi. Thì em nói là bây giờ ra cửa hàng xong rồi mình đặt hàng trên mạng thì nó giảm giá, chỉ vậy thôi. Mà cổ không chịu, cổ bắt là phải ra cửa hàng mua, coi như là mua cái giá trực tiếp, không được giảm giá. Nghĩa là cổ không có sót cái tiền của người ta. Cũng ấm ức ha, cũng tức ha. Hay là tại vì nhiều khi cổ thấy được cái ý của em trong đầu là cổ phải lấy nhau mới chi, cho nên giờ cố gắng cổ hốt được nhiều, cổ hốt không biết quen được bao lâu á, cho nên cổ như vậy. Nhưng mà rồi chia tay có đòi quà không? Không, em quan điểm là không có đòi. Đã cho là không có đòi rồi. Nãy giờ em nghe câu chuyện của anh thì cảm nhận của em cũng là phụ nữ, thì em cảm nhận như thế nào về những gì anh chia sẻ? Chắc bạn gái đó cũng có suy nghĩ nhiều nên người ta mới quyết định chia tay. Nếu mà đơn giản không thì người ta không, chắc không chia tay đâu. Chứ nếu người ta thấy người đàn ông có tiềm năng, có tiền nhiều, người ta cũng không chia tay đâu, đúng không? Có thể là một là cô này cô không có ý định tiến tới hôn nhân với anh này, cho nên là cổ lẹ mua được gì mua, làm được gì làm. Còn hai là cổ cũng muốn thử lòng anh này, thử coi nhắm cái gì, dạo có được gì không. Nó có nhiều thứ lắm nha. Rồi còn em thì sao, tình trường em như thế nào? Em trải qua hai mối tình.
Thì cũng chia tay vì khoảng cách cái thứ hai, mối tình thứ hai thì chia tay vì môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối là sao? Nhà em không hợp với nhà họ. Gia đình em không hợp với gia đình họ, không dạ. Hợp về cái gì? Người ta cần nhà phải ngang ngửa nhà người ta vậy. À, nữa, cũng coi trọng vật chất nữa. Có nghĩa là nhà người ta giàu có hơn mình dạ. Nhưng mà sao em biết lý do như vậy? Tại vì cái lúc chia tay rồi thì em mới biết ra được. Tại vì rất là nhiều người xung quanh họ rất là biết. Mà tại họ không nói. À. Thì lúc mình chia tay rồi với lại người đó quen người khác nữa. À, là môn đăng hộ đối hơn em. Nào mối tình đó quen được bao lâu? Gần 2 năm. Lúc chia tay thì người ta nói lý do gì? Không nói lý do gì chứ, nói là giờ có người mới rồi. Ông nội nào mà ác nhân ác đức gì trời, quen nhỏ 2 năm mà là có người mới rồi cái chia tay. Rồi lúc đó em có khóc lóc, có bấu víu, có năn nỉ gì không? Khóc thì cũng khóc một thời gian ngắn thôi, rồi cũng đi làm lại bình thường, cũng bình thường. Vì họ cũng cảm thấy nếu nó không duyên với ai, họ không xứng đáng với mình. Họ không tôn trọng mình dạ. Thôi ha. Mình dự kiến là mình muốn tìm một cái người bạn trai như thế nào? Biết quan tâm, chia sẻ, nói chung là cũng phải biết hiếu thảo nữa. Cũng biết yêu thương mọi người chứ cũng không có em cũng mong là không có suy nghĩ mà như vậy em muốn đăng hộ đối như vậy. Ừ. Còn em muốn tìm một người vợ tương lai như thế nào? Cái quan trọng nhất là hiếu thảo. Ừ. Tại em nghĩ đã hiếu thảo thì không có vật chất. Đã hiếu thảo thì không vật chất là sao? Hai cái này đâu liên quan. Hiếu thảo là hiếu thảo với cha mẹ, còn vật chất là cái cuộc sống để nó cung cấp cái đời sống của mình. Vật chất ở đây là tham á chị, chứ không phải là ham khác mà tham khác. Giống như là tiền ai cũng cần hết. Ừ. Nhưng mà tiền không phải của mình mà lấy về của mình thì cái đó là tham. Tham mà tham đâu liên quan gì tới hiếu thảo. Có nhiều người hiếu thảo, tham vẫn tham. Có nhiều người không có tham nhưng mà cũng không có hiếu thảo. Hai cái này đâu có ghép vô nhau được. Thôi được rồi, bây giờ cho hai bạn gặp nhau nha. Xin mời, nhìn về cửa trái tim. 1, 2, 3. Em cũng có quyển sách tặng anh, tặng quyển sách này đi. Cảm ơn em. Ý nghĩa của tặng hộp kẹo sô-cô-la là gì cơ? Tượng trưng cho tình yêu. Nhưng mà em cũng muốn là sau cái ngọt đó thì cái đắng cay thì cũng chung đường, chứ không phải là chỉ có ngọt cay. Không? Dạ. Thế còn em tặng cho anh cuốn sách thì có ý nghĩa gì? Em muốn là cho gửi gắm tập để thấy cuộc sống nó vui vẻ hơn. Có vẻ đây cũng là một cô gái rất là lãng mạn đúng không? Dạ. Cô giáo mà. À, khi mà cánh cửa trái tim mở ra, cái cảm xúc đầu tiên của hai em là gì? Cô gái cũng có nét, tóc cắt ngắn. À, em thích tóc dài hả? Hồi xưa thì em thích tóc dài, nhưng mà bây giờ thì đối với em tóc ngắn tóc dài thì nó cũng không quan trọng. Đúng rồi, quan trọng con người chứ tóc mấy hồi. Thì thấy anh người chững chạc, cũng hiền. Ừ. Rồi bây giờ chị Tường sẽ tạo điều kiện cho hai bạn tìm hiểu nhau kỹ hơn một xíu ha. Tết này có ai thành đôi không ta? Có chứ. Nhiều vị ngon phải nhân đôi. Aji ngon cho món Tết đậm đa vị đầu, ngon lấu hậu vị. Có Aji ngon, Tết ngon nhân đôi. Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức ha, món ăn mà chương trình đã dành cho hai bạn. Rồi mình trò chuyện với nhau thật là vui vẻ nha, tìm hiểu nhau kỹ một chút. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Mời hai bạn ngon miệng. Em ở Long An là giáp thành phố không? Không, em ở xa, em để ở cái vùng huyện xa lắm. Em đi đây có đi xe tốc hành của em 4 tiếng. Anh ngại khoảng cách xa hả? Anh không ngại xa, nhưng mà anh nói chuyện, anh hỏi thăm. Em nghĩ sao về hiếu thảo? Hiếu thảo thì nói chung là phải biết quan tâm cho mẹ nè. Nói chung là biết chăm sóc. Rồi những lúc mà ba mẹ cần thì cũng phải có mặt. Em thì em thích con người hiếu thảo hơn. Nếu mà không có hiếu thảo thì cũng không đáng. Anh có quan trọng cô môn đăng hộ đối không? Anh không quan trọng môn đăng hộ đối. Hôm nay em lên rồi có gia đình không hay là đi một mình? Đi mình à? Tại vì mẹ em ở xa mà, đồng nghiệp thì đi làm, không ai có gì đâu. Đi hai người có nói chuyện với nhau không? Cô không nghe gì hết trơn, trời vậy. Nãy giờ tìm hiểu được gì chưa? Vừa ăn vừa nói chuyện chị. Mà nói được gì chưa? Được rồi. Được gì? Cô bé nói là thích hiếu thảo. Ừ. Hiếu thảo là hiếu thảo chứ không phải thích hiếu thảo. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo không? Em ở thành phố gần mà. Có bài em. Dạ con mời bác vô ạ. À. Qua những cái câu chuyện tình con trai bác kể vậy đó, rồi con cũng phân tích thì bác thấy sao? Bác thấy con nói bác có ý kiến gì không? Không, cái đường nói thì quá chuẩn rồi. Nhà tôi thì lại cũng là giáo viên, là hầu hết là giáo viên. Nếu tôi không đi bộ đội thì tôi cũng là giáo viên. Dạ. Yeah. Thế nhưng anh này lại nhà tôi lại rất là thiên về văn. Yeah. Anh này lại giỏi về toán. Hồi xưa đi học á, cô giáo có bắt học thuộc lòng về môn văn cho nên lão ghét.
lão ghét môn toán cho nên lão dốt văn. Dạ. Nhưng đọc sách rất nhiều, nhưng mà cái mà nói chuyện với bạn gái thì cũng có vẻ vụng về. Dạ. Kiểu chân chất chứ không có cái hoa mỹ, không đấy có cái cho lời nên là giả dụ vừa rồi cái cô mà cuối cùng mà bảo là không đồng ý với nhau thì đúng ra thì không nên nói cái chuyện đó ra, bởi vì đó là của một người bạn của bà xã thôi, là giới thiệu hai đứa với nhau, nhưng mà nó không hợp thì đáng lý ra không nên nói ra. Dạ. Thế thôi, không có gì hết. Dạ. Nên là thế hôm nay thì trước hết thì tôi cũng cảm ơn chương trình. Và tôi cũng rất cảm ơn cô Cát Tường. Và lần đầu tiên tôi gặp cô Cát Tường. Dạ. Thực tế dạ. Tôi rất quý và thích. Dạ, cảm ơn bác. Rất cảm ơn chương trình sau này tạo điều kiện cho hai cháu tìm hiểu với nhau. Nếu hai cháu mà hợp với nhau thì là quá tốt. Dạ. Còn nếu không đưa đến chơi thì cũng phải chấp nhận thôi. Dạ đúng rồi, cái đó là cái duyên. Dạ, mình cái duyên, cũng cái duyên thôi. Giúp thôi chứ mình cũng không có quyết định được. Còn cái chuyện xa hay gần thì chắc Long An với đây thì cũng không có gì ghê gớm. Dạ. Thì thật ra trong cái giai đoạn tìm hiểu thôi, chứ còn khi mà lấy nhau rồi thì đương nhiên phải về chung một nhà. Thế còn rồi nhà cửa thì không thành vấn đề. Dạ. Vì cháu nó có nhà riêng rồi thì không sao. Dạ. Đó. Nhưng mà bác Nhơ nhận xét gì cháu gái ngày hôm nay như thế nào ạ? Cô gái cũng xinh, cũng được, hiền dịu. Con cảm ơn bác, chúc sức bác luôn mạnh khỏe, vui vẻ. Bác khen rồi đó. Cũng được hả bác? Được. Dạ. Được. Nhưng mà con trai bác là thích tóc dài, không thích cổ tóc ngắn. Tóc dài tóc ngắn không thành vấn đề, mẹ đâu có tóc ngắn hơn. Dạ. Rồi, đó là coi như là bác thôi cho bác chúc cho con trai bác một câu đi, cho anh lấy lại tinh thần, anh nói chuyện nó hơi chứ. Anh nói rồi, anh này thì nhát gái. Dạ. Cố lên nha cưng. Có ba ủng hộ rồi, có chị Tường ủng hộ nữa nha. Dạ, vậy thôi con cảm ơn bác nha. Rồi, con cảm sẽ ơn cố gắng con tác hợp cho cặp rồi đôi này. Còn, còn hai tên để có hợp với nhau thì dạ tùy. Dạ tùy. Dạ. Rồi con cảm ơn bác. Dạ. Cảm ơn con. Rồi thế bây giờ chơi trò chơi cho nó vui chút nha. Rồi mỗi bạn đọc lên cái yêu cầu của chương trình dành cho mình nha. Khi bố mẹ đối phương từ chối mối quan hệ tình yêu của hai bạn, bạn sẽ làm gì thuyết phục phía gia đình? Thì cô, con thương anh thật lòng, thương ở cái tính, với lại anh cũng thương con thật lòng. Và con cũng tính toán nhiều nhiều, con chỉ mong anh thật lòng và quan tâm chăm sóc. Và con thật lòng thương anh ấy. Phép hai bác cho con cơ hội ha. Dạ. Vậy được không em? Có khi nào em mốt em quen ai mà ba mẹ em hồi đó giờ ngăn cản chưa? Cũng có, nhưng mà theo em nghĩ thì nếu thật lòng thì sẽ vượt qua. Rồi ok, rồi tới phiên em. Khi người yêu vấp ngã, thất bại trong làm ăn, bạn sẽ làm gì? Đã bước ra đời, chưa có kinh nghiệm thì vấp ngã cái đó là chuyện bình thường. Cho nên là hãy thử lại một lần nữa. Ta đâu còn cơ hội nữa, ta làm ăn, ví dụ ta có số vốn nhỏ nhỏ, ta mở cái shop bán quần áo đi. Rồi thất bại mở buồn hết, mất hết vốn, hết bạc rồi. Rồi em tính làm sao? Đâu có ai mà thành công ngay cái lúc đầu tiên đâu chị. Cho nên cái lúc thứ hai mình rút kinh nghiệm, cái lúc đầu tiên là cái xác suất thành công mình sẽ cao hơn. Rồi cảm ơn hai bạn. Thôi hỏi các bạn bao nhiêu đó đủ rồi, chủ yếu là để cho hai bạn có cái cơ hội mình chia sẻ, mình hiểu nhau nhiều hơn thôi. Bây giờ quan trọng giống như hồi nãy ba của bạn trai cũng đã nói rồi, mọi người chỉ là dẫn đường đưa lối cho các bạn gặp nhau. Còn có muốn lấy cái cơ hội này hay không, có muốn nắm bắt với nhau hay không, có tìm hiểu nhau hay không là quyền của hai bạn ha, chị không có xen vào được. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý hẹn hò bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian. Sao bạn trai không bấm? Em chưa có đủ cảm xúc để quyết định là em bấm. Mình đã làm nên mình phải chịu trách nhiệm với những cái gì mình làm. Đúng. Em không có làm bậy. Kiểu như em muốn là quen ai là phải chắc chắn cưới luôn em mới là quen thì đúng không? Em nghĩ là mình dám làm thì dám chịu. Còn đã không dám chịu thì không có làm. Rồi ok, thôi chị trân trọng em thôi. Chị thấy đây là một cô gái rất là tốt. Và giống như những cái gì mà em chia sẻ thì chị thấy là cái cách cô chia sẻ cũng rất là có tình người, cũng rất là người có cái tâm. Nhưng mà cái duyên chưa có thì cũng chịu. Dạ, nếu mà không có duyên nhau thì đang chịu. Chịu thôi chứ cũng không duyên thì như vậy là mình mới văn minh lịch sự chứ bấm chi rồi không có hẹn hò với nhau thì trên sóng giống như mình bị mất cái duyên của mình. Thì Tường cũng hy vọng rằng ngày hôm nay ví dụ như ai đó xem chương trình mà thích bạn gái này hoặc là thích bạn trai này thì có thể liên hệ với chương trình để mình tìm hiểu. Tường thay mặt cho chương trình chúc cho hai em được nhiều sức khỏe, thành công trong cái công việc và hy vọng rằng cái tình duyên đích thực sẽ sớm đến với hai đứa em nha. Rồi mời hai bạn đứng lên. Không thành công rồi bác ơi.
sao dạo này làm như cái suy nghĩ của mình nó không linh nữa. Hồi trước mình thấy cặp nào hợp là bấm nha, và bây giờ mình cảm nhận cặp này rất hợp mà họ lại không bấm. Tôi phải về luyện lại mới được. Chị Tường thay mặt chương trình gửi tặng em một món quà nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son ly không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi quý vị ạ.